bà Nguyễn Thị Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Lao Doanh nghiệp cựu sinh viên trường Đại học Thăng Long sẽ bước lên sân khấu để chia sẻ câu chuyện thành công của mình ạ. Thế xin trân trọng kính mời. Xin kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em. Xin phép các chị được đứng tại dưới này đúng không ạ? Để có thể mà có cái sự tương tác gần gũi với các em nhiều hơn. Chị xin phép giới thiệu chị là Hiếu. Và cũng như bạn có nói là chị là cựu sinh viên của trường và chị học K19. Và lúc ở đây thì chị muốn hỏi chị có hỏi cô Quỳnh là ngày hôm nay chủ yếu các em sinh viên là thuộc khoa nào, thì cũng được biết rằng là chủ yếu là khoa kinh tế đúng không ạ? Và cũng chuyên ngành kế toán đúng không ạ? Mình chủ yếu là mình có sự đồng môn rồi. Và phải nói là chị đứng rất nhiều ở những cái số giảng đường chia sẻ cho sinh viên, nhưng có lẽ ngày hôm nay đối với bản thân chị nó có một cái gì đó nó rất là tự hào và có một cái gì đó nó rất là thôi thúc bản thân chị, nó có một cái cảm xúc nó rất là mãnh liệt để làm sao có thể đứng ở tại đây có thể chia sẻ với các em được nhiều hơn. Thì chị là cũng như đó ạ, thì ở Thăng Long thì chị là sinh viên K19, chị học khoa kinh tế chuyên ngành kế toán. Thì khi mà bắt đầu lựa chọn trường đại học ạ, chị hỏi một chút, trong số các em bao nhiêu người được bố mẹ hay người thân định hướng cho bản thân mình chọn chuyên ngành nào, học cái nào? Có thể giơ tay cho chị đúng không ạ? Để xem chúng ta có giống nhau hay không? Mạnh dạn em nhé. Bao nhiêu trong số các em mình chọn, mình không biết rằng mình học khoa đấy nó sẽ như thế nào, giơ tay lên xem nào. Gần như hết đúng không ạ? 90% trong số các em đều giống như chị đúng không? Chị phải chia sẻ nữa là tại thời điểm chị học chọn vào trường mình, chị học chuyên ngành kế toán thì chị thấy rằng là xung quanh chị gái chị rồi là tất cả những người bạn của chị và bố mẹ chị định hướng là chọn vào chuyên ngành kế toán vì với một lý do kế toán ra sau này rất dễ xin việc. Đúng ạ? Đúng rồi, chị thấy từ đầu rất là ghê ạ. Như chúng ta là có điểm chung và có lẽ rằng câu chuyện của chị cũng sẽ đâu đó ảnh hưởng cho các em một chút nào đó. Ngày hôm nay thì chị đã ra trường được 8 năm. Có lẽ là đó là những cái 8 năm đó không phải là một cái quãng thời gian quá dài, nhưng có thể nó là một cái quãng đường rất lớn để mà có được thành tích ngày hôm nay. Thì cũng thưa các thầy cô, ngày hôm nay em không chỉ đứng đây để chia sẻ kinh nghiệm cho các sinh viên, mà có lẽ em đứng đây để có thể báo cáo thành tích với các thầy cô rằng đứa con hồi bé sinh ngày nào tại ngôi trường này, ngày nào mà vẫn còn rất bé thơ, ở trường rất là bỡ ngỡ, học tại chỗ Hương Đình, cơ sở cũ ấy. Thì ngày hôm nay con đã trưởng thành và được về đây để có thể đôi chút nào đó tự hào rằng con đã trưởng thành nhờ sự dạy dỗ của thầy cô. Và đến sau 8 năm thì hiện nay thì con cũng đặt phụ trách là phó giám đốc tại trung tâm, đó có được khoảng hơn 50 người. Nếu như chị thấy rằng là trường đã có sự thay đổi rất nhiều. Ngày trước khi bắt đầu chị chọn vào trường thì chị cũng đã cân nhắc rất nhiều. Ngày xưa bố mẹ chị còn thích chị vào trường cơ, mặc dù chị cũng đỗ cái trường cao đẳng, trường nào đấy bố mẹ nhất quyết là phải cho con học trường chứ không cho con đi theo trường nào. Nhưng bản thân mình hồi đó có lẽ là một cái duyên, mình nhận thấy rằng là có một chị bạn của chị gái mình cũng học Thăng Long và thấy rằng cô hoạt động rất là hoành tráng, bản thân chị thì rất là ham chơi. Chị thấy là những cái nơi nào có nhiều hoạt động là chị thích, thế là chị cũng nộp đơn vào visa vào Thăng Long. Và có lẽ là cái điều đấy là một quyết định rất đúng đắn, vì khi mà chị ra trường Thăng Long thì chị thấy rằng cái môi trường mang lại cho chị được điều gì ạ? Cái môi trường ở đây, môi trường Thăng Long mang lại cho chị đó là cái tính tự lập, đúng không ạ? Các em có bao giờ học mà phải đi quay bài với một số cái trường khác không hề có, đúng không? Được bản thân mình, đúng không ạ? Mang mình cho mình cái sự tự lập. Và từ đến kỳ thứ 3 của năm nhất mình đã tách khỏi bầy đàn, mình có đâu có học cùng các bạn nữa đâu. Ai học nhanh thì mình sẽ được học nhanh trước, đúng không? Và chính từ đó mang mình cho mình cái sự chủ động. Và mình luôn luôn tự hào rằng môi trường đã mang lại cho mình có một cái sự năng động rất lớn. Và thật là may mắn khi mình ra trường, mình chọn vào visa làm việc thì tại sao môi trường visa lại giống như môi trường mình đã học như vậy?
thân mình có thể tự do phát triển tất cả những kỹ năng mình có. Vào đó, con người có thể tiến lên sự thăng tiến chính là sự năng lực của mình. Đó. Mặc dù có thể những bạn không phải chỉ đến tập cho chị đâu, mà những bạn trẻ hơn chị rất nhiều đã có vị trí như chị rồi. Và chị nhận thấy nếu như ngày trước mình cũng được một số các anh chị phía khóa trước và chia sẻ cho mình những cái điều như thế này, thì có lẽ con đường của mình không phải 8 năm để đến vị trí này, mà có lẽ ngắn hơn rất nhiều nữa. Bao nhiêu trong số các bạn mong muốn được có vị trí cao hơn của chị? Tôi đây xin xem ạ. Ai mong muốn kiếm tiền? Ai cũng mong muốn đúng không ạ? Ok ạ. Thì chị cũng muốn chia sẻ với các em sau 8 năm, đó là một cái chặng đường rất dài. Thì chị đã đúc kết được để mà chia sẻ với bản thân các em ở đây và với nhiều sinh viên khác hơn nữa. Thì hy vọng rằng nó sẽ mang lại cho các em một chút kiến thức để khi hành trang mình ra trường, mình sẽ có những cái định hướng rõ ràng trong tương lai của mình. Ở đây thì bài trình bày của chị, nó chỉ là đúc kết những cái gì mà chị đã được trải nghiệm. Thì việc đầu tiên, chúng ta cần phải có một cái mục tiêu rõ ràng và phải theo đuổi mục tiêu đó đến cùng. Cũng giống như khi trường có cố định rằng chúng ta chỉ học tối đa là trong 4 năm đúng không? Nhưng tại sao có những bạn ra trường sớm hơn thế? Nghĩa là các bạn đã đặt một cái lộ trình cho mình một cách rõ ràng rồi. Tất cả mọi thứ khi chúng ta muốn ra trường, chúng ta muốn đạt được công việc đó, chúng ta phải có một mục tiêu rõ ràng. Nếu như các bạn không có một mục tiêu thì các bạn cũng mãi mãi, nó cứ đi mãi như thế này, không biết bao giờ đến đích của mình. Và chỉ có một nhớ một câu nói của một triết gia nói rằng là sinh ra thì đã là bản thể, nhưng mà đừng chết của bạn sao? Bạn đã nghe câu này chưa? Thì sao ạ? Khi chúng ta sinh ra, ai ai cũng sẽ có những cái tiếng khóc riêng đúng không ạ? Có được gia đình bố mẹ, chúng ta không hề biết những cái đau khổ của cuộc sống. Nhưng dần dần, cuộc sống mang lại và trả lại rất nhiều thứ. Chúng ta cứ lầm lũi nhưng chúng ta không dám tự do thể hiện bản thân. Thì các bạn hãy nhớ, điều quan trọng nhất để các bạn có thể trưởng thành được, đó là các bạn phải tự do thể hiện được tất cả cái năng lực của mình. Đừng do bao giờ ngại rằng là khi mà mình nói sai, mình sợ ai đó đánh giá. Điều đó đừng bao giờ. Ngày trước khi chị còn là sinh viên, chị không bao giờ dám đứng lên trước mấy trăm người như thế này để nói. Chị còn nhớ cái hôm đấy là chị học ở tòa A và có bộ môn kế toán của cô Lan. Chị còn nhớ rằng hôm đấy có anh, một anh học ở đang làm ở kiểm toán KPMG đến chia sẻ. Anh ấy chia sẻ, chị phải nói chị rất là thán phục. Nhưng mà bản thân chị hôm đấy chị đặt cho nghĩ rằng là nghĩ như bao giờ mình mới có thể đến đi chia sẻ như thế. Có lẽ là ra trường cũng chỉ bình bình thôi, mình không dám giỏi như thế nào. Nhưng tại sao? Có lẽ nó là sự bất ngờ. Tại sao ngày hôm nay chị có thể đứng đây được? Điều đó hoàn toàn đều có thể xảy ra đúng không ạ? Và chị tin rằng chỉ trong một vài năm nữa, một trong số các em ngồi đây sẽ có thể đứng đây chia sẻ lại với chị tại sao chúng ta không dám ước mơ ạ? Đúng không ạ? Vậy thì khi mà để muốn đạt được cái mục tiêu đó thì chúng ta cần phải vạch ra cho mình những cái con đường. Và hãy nhớ rằng chúng ta cần phải có những cái điểm như thế nào chúng ta phải được đó. Ví dụ, các em mong muốn rằng ra trường các em có thể thi được vào công ty kiểm toán của BMG chẳng hạn. Thì chúng ta phải mục tiêu là gì? Đầu tiên phải tốt nghiệp đúng không? Đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta phải gì? Chúng ta có biết tiếng Anh không? Chúng ta chắc chắn phải có đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào lộ trình trong bao lâu để chúng ta có được nó? Điều đó là điều chắc chắn phải làm. Cũng giống như bản thân chị, khi mà chị vào công ty visa, chị có đạt được một cái vị trí nào đấy, bắt buộc chị phải đặt ra một cái lộ trình cụ thể cho bản thân chị trong bao lâu để chị có được nó, và vậy tự mình cần phải làm cái điều như thế nào. Và chắc chắn để đạt mục tiêu trên chặng đường sẽ rất nhiều khó khăn, đó là điều chắc chắn với các em là như thế. Vậy thì chúng ta hãy nhớ rằng cái mục tiêu của mình đến năm không dễ dàng, nhưng hãy nhớ rằng là mọi sự nỗ lực bản thân hoàn toàn có thể giúp cho các em có thể đạt được cái mục tiêu mong muốn. Thomas Edison đã từng nói rằng tôi chưa bao giờ thất bại, tôi chỉ là đã tìm ra 10.000 cách thức chưa hoạt động của bóng đèn thôi. Ai đã từng nghe câu nói này? Có ai đã từng nói rằng là mình thi bộ môn nào đó thì hai lần chưa qua không? Ở đây trong số các bạn có ai bị như thế không ạ?
khó đúng không ạ? Nhưng hãy nhớ rằng là đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể qua được, mà chỉ cái thức nào đó mình cần phải cố gắng hơn một chút nữa để mà mình đạt những mục tiêu mong muốn. Thomas Edison đã từng phải mất 10.000 lần để đạt những cái mục tiêu của họ. Tại sao mình chỉ có 1-2 lần thì không đạt được? Đúng không ạ? Vậy thì có 3 điều đúc kết để nói ra được mục tiêu ở đây rằng, thứ nhất, các bạn phải tập trung vào những điều mà bạn đã cảm thấy nó rất là tốt đẹp. Hãy nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày mới đối với bản thân mình. Vậy thì có những cái điều gì làm chúng ta vui? Đôi khi đơn giản chỉ được về nhà ăn một bữa cơm bố mẹ thôi cũng đã rất vui rồi. Mình hãy cố gắng lên một chút để cuối tuần này mình về với bố mẹ. Thì đúng không ạ? Cái thứ hai là các bạn phải nghiêm túc và cam kết với cái mục tiêu mà mình phải đặt ra. Nếu như chúng ta coi rằng mục tiêu là trò chơi thì cuộc sống này sẽ vận hành như một cái trò chơi được các bạn. Còn nếu như các bạn coi rằng cái mục tiêu mình sắp đặt được đối tới thì nó là sự cố gắng bắt buộc mình phải đạt được, thì các bạn sẽ có cam kết để đặt ra được mục tiêu đó. Rồi chúng ta cần phải có sự thay đổi linh hoạt để đạt được mục tiêu. Trong cuộc sống thì sẽ có những mục tiêu chặn đường, sẽ có rất nhiều trở ngại. Nếu như có thể nói như nó là đạt được hẳn thì không sao đúng không ạ? Nhưng nó sẽ là những cái vấp ngã thì sẽ rất là khó khăn, thì chúng ta phải ứng biến linh hoạt. Ở đây chị cũng có thể chia sẻ với các em trong cái câu bài chia sẻ của chị sẽ lồng cái câu chuyện của chị ở tại Misa như thế nào. Chị vào Misa vào tháng 3 năm 2011. Thời điểm đấy thì mình vào sau đó thì mình nhận thấy rằng là mình thấy các bạn cứ làm kinh doanh thì mình cũng làm kinh doanh thôi. Mình cũng chẳng biết vì sao mình chọn kinh doanh ạ. Đơn giản là mình thấy rằng là cứ có một cái công việc và công ty to một chút là được. Thế thì khi mà kết thúc năm đầu tiên, chị có một cái ý định để chị chuyển sang một bộ phận khác. Thật sự là thế. Và mình cố gắng để làm sao mà mình thoát khỏi đi, thì mình thấy kinh doanh rất là áp lực. Nhưng sau đó đấy thì không hiểu sao nguyện vọng của mình mãi không được. Và đến đầu năm 2012, chị có một cái biến cố. Chị phải chia sẻ với các em, cái quá trình làm việc cũng giống như bọn em đi học thôi. Doanh số của chị bắt đầu lợi doanh số. Lợi đồng đìa luôn. Lúc đấy thì ngày nào chị cũng phải cứ một tuần ít nhất 3 lần chị phải gặp ban giám đốc. Tại sao doanh số của em thấp như vậy? Tại sao? Và tại sao? Mà rõ ràng năm 2011 doanh số của mình rất tốt. Và đến lúc quản lý của mình gặp một cố vai đầu, nếu như mà hết tuần này mà em nó không làm được cái mục tiêu này thì chắc chắn chúng ta phải dừng công việc đấy. Đến lúc đấy thì ngày chị đến công ty là cứ như một con thoi. Chị rất buồn. Chị nói với tất cả bạn bè xung quanh của chị rằng là hết tháng này chị nghỉ việc. Tại vì khi bắt đầu chán rồi thì tôi cũng ở biết hàng gì đó. Nhưng đâu đó tự dưng có thể nó như là một cái niềm may mắn đối với chị. Chị nghĩ rằng là tại sao từ trước đến giờ mình luôn luôn là một người cố gắng. Mình không bao giờ cho mình phép mình bỏ cuộc giữa chừng. Mình muốn thay đổi. Mình bắt buộc rằng là khi mình rời khỏi cái vị trí này, ít nhất mình phải để lại dấu ấn trong lòng người khác. Tại vì nhiều trước kia không bao giờ ai nghĩ rằng là mình bỏ cuộc cả. Mình không cho phép bản thân mình hèn yếu. Thế là tự dưng chị đi, chị đi tìm một người thầy. Chị đi tìm một người thầy của chị, đó là anh giám đốc của trung tâm. Và anh chỉ động viên chị thôi, anh tin rằng là chắc chắn em sẽ làm được. Và anh nghĩ rằng chắc chắn em sẽ vượt qua, anh sẽ đồng hành cùng em. Chỉ cần một câu đấy thôi. Anh ấy chỉ nghĩ là anh là một người thầy vĩ đại của chị cho đến tại thời điểm bây giờ. Thì lần anh ấy cố gắng giúp đỡ chị và các em cũng tin được không ạ? Trong vòng 2 tháng sau, chị đã trả về hết lượng đánh số và thậm chí chị còn đạt được cái thưởng chiến dịch. Và chị được coi như là một cái tấm gương rất sáng trong sự nỗ lực vượt khó của công ty. Truyền thoại qua khắp các cuộc tuyển dụng vào như là một tấm gương sáng. Rồi là đưa đứng lên để chia sẻ. Và chị nghĩ rằng là không có cái gì khó khăn mà mình có thể vượt qua được. Chẳng qua là mình đã giới hạn bản thân mình cả tính chị nào mà cùng. Cho nên khi trong cuộc sống của các em có thể đâu đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng hãy nhớ rằng nếu như các em dừng tại đó thì ra bên ngoài kia chắc chắn sẽ có những cái khó khăn khác đang chờ đợi mình. Cái điều quan trọng khi mình gặp khó khăn thì mình vượt qua được nó. Để mà khi gặp khó khăn khác mình thấy họ cũng trở nên hết sức đơn giản. Và chị chia sẻ với các em rằng học ở trên trường có thể một chuyện, nhưng ra ngoài khi đi làm nó lại là một chuyện khác.
mình bản thân mình phải trưởng thành rất nhiều chứ không đơn giản như thế nữa. Vậy thì điều em nhớ rằng trong mọi khó khăn đều có những tia sáng đúng không ạ? Hãy nhìn cho chị cái bức tranh này. Có ai thấy có điều gì khác biệt không ạ? Tại sao một cái khúc củ khô lại có thể nhú lên từ mầm non như thế kia? Và chị chia sẻ nhé, đây là bức ảnh của chủ tịch công ty Visa chúng, chứ không hề chỉ giới thiệu trên mạng. Hãy nhớ, tại những cái nơi khó khăn nhất vẫn luôn luôn có sự sống. Thì tại sao chúng ta không thể cố gắng được? Và hãy nhớ là đối với mỗi con người thì chúng ta phải luôn luôn có một cái suy nghĩ tích cực và một cái năng lượng. Năng lượng đủ tốt thì mọi thứ xung quanh các em sẽ rất tốt. Ở đây các em có bao giờ nghe tới luật hấp dẫn chưa? Nghe rồi đúng không ạ? Có ai nghĩ rằng là có những lúc nào mà tự dưng mình nghĩ đến bạn mình và tự dưng bạn mình lại gọi điện cho mình không? Có đúng không ạ? Chắc chắn ai đó cũng đã từng trải qua. Người ta thường gọi là trùng tấn sóng. Bởi khi em nghĩ cái gì thì mọi thứ nó xảy ra cái đó. Vậy thì chúng ta có nên suy nghĩ những cái điều mà chán nản không ạ? Không đúng không ạ? Chắc chắn chúng ta phải suy nghĩ những điều tích cực để mọi thứ tích cực nó sẽ xảy ra đối với mình đúng không? Vậy thì chị cũng muốn chia sẻ với em một chút về cái công thức của may mắn. Trong số các em, bao nhiêu người nghĩ rằng là mình chưa hề may mắn lắm và mình muốn đi tìm cái bí mật của may mắn ạ? Ai đã từng đi tìm cái bí mật may mắn và nghĩ rằng là mình không hề may mắn lắm không? Ngày trước chị có làm cho rằng là chị là không hề may mắn. Chắc có lẽ tất cả cái cơ hội trên thế giới này đi hết gặp người khác sau đó mới gặp mình. Nhưng sau đó thì mình nhận ra rằng mọi thứ may mắn đều có xung quanh mình hết. Và có một cái công thức của ông Trump, tổng thống Mỹ, đã chia sẻ trong cái cuốn là Những Lời Thuyết Thành Công. Ông ấy có chia sẻ rằng công thức của may mắn đó chính là cơ hội cùng với sự chuẩn bị. Nhưng bản thân chị muốn cho thêm vào một cái sự chăm chỉ nữa. Chăm chỉ tạo ra sự may mắn. Vậy nếu như bạn nào mong muốn tìm cho mình một cái công thức của may mắn, hãy nhớ là cái công thức của may mắn đó chính là cơ hội cùng với sự chuẩn bị và sự chăm chỉ. Cơ hội để đến xung quanh các em, ở đây các em có rất nhiều cơ hội để khi ra trường các em sẽ có những cái việc làm rất tốt. Sự chuẩn bị như thế nào ạ? Chúng ta khi chúng ta là trong ghế, đứng ở trong ghế nhà trường thì chúng ta có sự trang bị về kiến thức, chúng ta học về kỹ năng, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải có cái sự chăm chỉ và nỗ lực. Thực ra thì kiến thức trong trường nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với thành công của bên ngoài. Cái quan trọng, nhưng mà nó là một cái nền tảng để nó giúp các em phát triển. Ở đây các em cần phải có cái sự trang bị rất nhiều về cái kỹ năng sống, rồi là kỹ năng giải quyết vấn đề, cũng như là toàn bộ cả cái kỹ năng như là đi giao tiếp với mọi người nữa, bắt buộc phải có. Vậy thì bản thân chúng ta không chỉ học mỗi trong trường là đủ, mà chúng ta còn học rất nhiều thứ bên ngoài nữa. Và hãy cố gắng tham gia vào những hoạt động ngoại khóa như thế này để giúp cho bản thân mình có thể thêm được những thứ tốt. Thì sau đó khi em đi chinh phục nhà tuyển dụng, bản thân chị đã từng tuyển dụng rất nhiều lớp. Chị đã tuyển dụng rất nhiều và chị đánh giá rất cao những cái hồ sơ nào các bạn khi ở đạt sinh viên các bạn đi làm thêm và các bạn có nhiều kỹ năng tốt. Điều đó chị rất ghi điểm cho lòng chị. Lúc nào chị cũng sẽ có một câu hỏi: trong trường các em có tham gia các hoạt động ngoại khóa nào không? Các em có những cái kỹ năng nào đặc biệt hoặc có những năng khiếu nào đặc biệt? Bản thân em trong quá trình em đi làm của là sinh viên, em nhận được những cái gì, điều gì? Nếu như những bạn nào không có những kỹ năng tốt, chắc chắn các bạn không thể vượt qua. Và nhà tuyển dụng người ta sẽ chinh phục để người ta lấy những con người phù hợp, chứ không phải lấy một người giỏi nhất. Hãy nhớ điều đó. Và quan trọng, kỹ năng chiếm 50% trong cái số để các em có thể người ta có quyết định được chọn em hay không. Và mình phải hết sức tự tin, trao đổi, mạch lạc, rõ ràng. Và có một yếu tố nữa, các em có thể thực hành ngay ở tại trong trường, đó là chị thấy rằng là trường mình yêu cầu thuyết trình rất nhiều đúng không ạ? Hãy xung phong là trưởng nhóm và hãy đứng lên thuyết trình cho dù có sai đi chăng nữa, đừng bao giờ sợ. Từ đó để khi các em có thể nhìn thẳng vào người đối diện và người ta có thể thu hút các em có thể thu hút được người ta và có thể ghi điểm trong nhà tuyển dụng. Bill Gates đã từng có một câu nói rằng:
giá trị của sự gần gũi là một chỗ, nó tiếp tục bấm cho những điều may mắn. Càng chăm chỉ bao nhiêu, tôi càng thấy được may mắn bao nhiêu, đúng không ạ? Không phải chỉ nhiều nói xuống đúng không ạ? Không phải ông Trang cũng đưa ra một cái tiêu chí như vậy đúng không ạ? Mà cả Bill Gates cũng đã đưa ra như vậy. Thì tất yếu rằng cái này đó là sự là sự quy luật. Và cái quan trọng là chúng ta cần phải nghe theo để chúng ta có thể làm như đó. Và hãy tin chị đi, có những ngân được cái đợt môn thi nào mà kem đạt điểm cao, chắc chắn kem đã dành rất nhiều công sức cho nó, đúng không ạ? Đó chính là sự chăm chỉ, đúng không? Và chị cũng có nói với các em, như có chia sẻ lúc trước, các em phải là không ngừng thay đổi bản thân, nỗ lực để mà có được cái tích lũy kiến thức nhiều hơn. Thứ nhất, các em cần phải tìm kiếm và cái sự hỗ trợ của những người thầy. Người thầy ở đây chính là người thầy trong trường, thầy cô giáo của mình. Và người thầy ở đây ngoài ra còn có là bạn bè của mình, những người thân của mình. Các em hãy nhớ rằng khi các em gặp khó khăn, vươn một bàn tay đưa ra đỡ các em để có thể hỗ trợ các em nhiều hơn. Và từ đâu đó thì mình có thể học được rất nhiều từ người thầy của mình. Cái thứ hai, cần phải kết nối những người thành công. Hãy tìm chơi với những bạn bè nào đang có điểm cao nhất trong lớp mình, hoặc khoa của mình. Vì sao ạ? Ai có thể đưa ra cho chị vì sao chị nói câu đấy ạ? Khi bạn mình điểm cao, mình chơi thân với bạn mình điểm thấp, mình có thấy xấu hổ không ạ? Có đúng không ạ? Thế vì khi mình điểm cao mà bạn mình rủ mình, bạn khi mình điểm thấp bạn mình rủ mình đến thư viện học, mình có đến không? Chắc chắn rồi, đâu đó bạn sẽ là giáo sư cho mình. Và chị thường nói với mọi người, khi người ta có một cái tư tưởng tiêu cực, ôi chán quá, bộ môn này chán quá, hay là ôm này chán quá, đi ra đường một môn vừa một môn xong, và đặc biệt là tháng 7 này, ai cũng bảo tháng cô hồn, đúng không ạ? Nhưng riêng chị thì chị thấy rằng đấy là cái tháng may mắn của chị. Bởi vì mọi cái suy nghĩ tiêu cực nó chỉ nằm trong đầu mình thôi, tất cả mọi thứ nằm bên trong cái giọng nói nhỏ của mình này. Còn khi mình nghĩ nó là may mắn thì mọi thứ nó sẽ là may mắn. Và hầu hết các em đều có một cái tâm trạng khi buồn thì mình sẽ tìm kiếm đến những người nào cũng có đang buồn như mình, đúng không? Để tìm một cái sự đồng cảm, đúng không ạ? Chị còn nhớ khi chị làm một visa, cái đợt doanh số của chị rất thấp. Lúc đấy có một bạn nam ở công ty, doanh số cũng thấp ngang chị. Chị đi đến đấy, chị bảo vỗ vai, doanh số này tháng này bao nhiêu rồi? Ngang nhau. Ừ thôi, làm với mày cái tháng này thì... Tại vì cảm thấy nó rất là đồng cảm, đúng không ạ? Nhưng khi mà mình không bao giờ đi ra những cái thằng nào cái số cao ở kia, tại vì nó lo rằng nói những cái gì nó không đồng ngữ với mình, đúng không ạ? Và chị có một cái thói quen, khi nào chị buồn nhá, buổi trưa ấy, chị thường nghe mấy bạn sếp yêu đâu buồn tê tái luôn, chị nghe trong vòng một tuần luôn, không bao giờ cả. Ở đây không biết là có ai giống chị không? Ngày xưa, chị ngày xưa hỏi chị bây giờ. Khi mà chị buồn, chị đã nghe bài nào nhưng buồn tê tái, khóc ra nước mắt luôn. Và mình thấy rằng người ta đâu có ai đâu có biết cái nỗi buồn của mình đâu, chỉ có chính bản thân mình đã làm hại mình thôi. Và mình nhận ra rằng là nếu mình nghe mãi như vậy thì cuộc sống này rất buồn. Và chị có một lời khuyên này cho các em, khi bây giờ các em vào trường mới, hãy tìm đến những người tích cực nhất, người nào suốt ngày mà mang lại con cái, mình nhìn thấy người ta đã thấy rất nhiều năng lượng rồi. Và lên trên Facebook của các em hãy lọc bớt cho chị, bỏ theo dõi đi chứ không dám nó bỏ vào các em vì kết bạn. Những bạn bè nào hay than vãn buồn đau, tại vì những người như thế đang chỉ có mang lại cho em có những cái năng lượng rất là tiêu cực, và mọi thứ xung quanh các em nó cũng sẽ diễn ra như thế. Hãy nghe chị, nếu như các em muốn có một cuộc sống tươi đẹp tới đây để làm cho nhá, và xung quanh mình là giống như kiểu đến Tết ấy, nhà nhà ai cũng đang ảnh Tết đúng không, không khí về nhà có vui không? Vui quá khiến lòng mình rất là rạng rỡ. Thế nhưng bây giờ buồn thì mình nhìn khắp như thế, xung quanh mình toàn là buồn đúng không? Thì hãy nhớ rằng là mọi thứ nó đều nằm ở trong bản thân mình thôi. Và hãy nhớ rằng gia tăng tri thức để phát triển bản thân. Gia tăng tri thức ở đây, các em kết nối không chỉ trong trường, các em tham gia các khóa học, mà bản thân ở đây các em cần phải đọc sách, các em thêm xem những đoạn video phát triển bản thân. Bao nhiêu số các em ở đây thì đọc sách ạ? Có thể giơ tay lên chị đâu ạ? Và bao nhiêu trong số bạn là có một số bạn là
Em rất thích đọc sách nhưng mà không hiểu sao đọc sách tầm khoảng 10 phút thì em còn ngủ ạ. Rồi em chỉ nghĩ là còn nhiều hơn thế nữa. Bởi đơn giản là các em chưa biết cách phải chọn sách như thế nào để ngủ. Ngày xưa ở đây có những bạn nào kiến truyện tranh không? Hầu hết là có. Đúng ạ? Hầu như là có. Tại sao các em lại thích truyện tranh ạ? Đơn giản là nó là một cái nội dung rất là dễ hiểu. Những cái hình ảnh rất là bắt mắt đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy học ngay từ bây giờ. Chúng ta hãy đi ra hiệu sách, chọn cho mình những cái cuốn sách nào rất là mỏng thôi. Chị có thể gửi cho các em về công thức của bí mật của sự may mắn. Cái cuốn sách đấy mà ghé vào bàn tay như thế này. Hãy bắt đầu từ cuốn đó. Và cuốn đấy nó giống như cái chuyện cổ tích. Ngày xưa chị rất là mê cổ tích. Chị đọc sách bắt đầu từ lúc đầu chị biết đọc là chị đã đọc sách rồi. Cuốn sách đầu tiên của chị là chú bé tí hon. Chị rất thích cuốn đó và từ dần đó nó nuôi dưỡng cho mình. Và ngày xưa chị cũng chỉ thích những chuyện ngôn tình thôi. Trong trường ngày xưa nhá, khi mà chị ở trường vào hôm qua buổi trưa của ngày ấy, chị với bạn chị và chú Hoàng Thu Hiện mở chuyện ra để đọc và toàn đọc những chuyện của Tào Đình. Không bao giờ chị thích những chuyện khác ngoài chuyện của Tào Đình luôn. Nhưng mà dần dần khi mà những mục tiêu của mình thay đổi thì chị tìm đến những cái thứ và giúp cho mình đang thiếu, đang cần. Mình đang thiếu cái gì thì mình sẽ tìm những thứ đó. Ví dụ, bản thân các em đang mong muốn là bản thân mình có nhiều năng lượng hơn thì hãy tìm cái cuốn phát triển bản thân. Hay ví dụ, nếu bạn nào muốn phát triển về kỹ năng giao tiếp, hãy tìm cho mình cái cuốn kỹ năng về giao tiếp. Nhưng hãy nhớ là hãy tìm cái cuốn nó rất là nhỏ thôi nhá, mỏng thôi, và sau đó để mình dần dần mình sẽ học được nó. Và học rồi các em phải tiến hành đi chia sẻ với bạn bè của em thì đó mới trở thành kiến thức của các em. Còn nếu như các em học rồi các em không chuyên nghiệp ra ngoài cuộc sống thì nó chỉ đi những câu chuyện nó trải qua thôi, không có cái định hình trong đầu thì mình đã. Hãy nhớ điều đó và chỉ có thể chia sẻ với các em là chị làm điều visa được 8 năm nhưng chị đã từng nghỉ ở visa từ 6 tháng. Chị làm đến hết năm thứ tư. Chị ở bên đây làm kinh doanh thì lúc đấy tổng giám đốc duyệt yêu cầu của chị là chuyển cho chị thích bên chị có một cái phòng là phòng chăm sóc và tư vấn hỗ trợ khách hàng, chuyển cho chị sang đấy cái nơi đấy chị giải đáp thắc mắc. Tại vì đơn giản chị rất thích hỗ trợ mọi người. Khi mà chị chuyển sang được 6 tháng thì chị thấy rằng cái công việc này nó thực sự không hợp với mình. Thực sự là mình thấy rằng là nó cần phải có cái sự năng động rất nhiều. Và lúc đó thì có một cái trào lưu của Việt Nam bắt đầu tất cả các khóa học phát triển bản thân của người Việt Nam rất nhiều, rất nhiều luôn. Và sau đó thì có tham gia một cái khóa marketing online của thầy nước ngoài dạy. Và chị dùng tất cả tiền chị tích lũy được trong vòng 4 năm đi làm, chị đi đổ ra đi học hết. Và chị đưa ra một cái quyết định đến lúc cao trào có cần phải đổ ra, chị quyết định nghỉ việc. Chị nghỉ việc đi xa bắt đầu, đó là cái bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của chị. Nhưng chị cũng phải thầm cảm ơn trong 6 tháng đấy đã giúp cho chị từ một con người hơi tiêu cực tí trở thành một con người rất tích cực. Và nó đã có sự thay đổi, và mọi người trong công ty thường nói rằng sự trở lại của chị đó là một sự thay đổi ngoạn mục. Trong 6 tháng đấy chị đi học, chị gặp chị đi sang cả Singapore để chị học của thầy Anthony Robbins. Anthony Robbins nghe đã được nghe của bây giờ nghe thầy bao giờ chưa? Thầy là một trong những người phát triển bản thân lớn nhất, vĩ đại nhất trên thế giới và rất là tốt, đã từng là cốt cho thủ của Mỹ. Hãy nhớ. Và chị sang đi học, chị sang sinh sang các mọi người này để chị đi học, rồi chị đi tham gia các khóa học và dần dần mình nhận thấy một cái điều rằng tại sao những người xung quanh mình họ có được những cái thứ mà mình không có. Chị đặt ra cho mình một câu hỏi như vậy. Có phải là do từ bé gia đình nhà họ rất giàu có không? Không phải. Thậm chí có những người còn hoàn cảnh còn kém may hơn mình rất nhiều. Và tại sao trong lại luôn luôn có một cái tư tưởng tích cực như vậy? Thì mình nhận ra càng chơi với họ mình cảm thấy rằng lúc nào trong họ rất nhiều năng lượng và họ cho rằng cái cuộc sống này là do họ nắm giữ. Và dần dần thì chị bắt đầu học theo cái khóa này của những người thành công. Chị kết nối với tất cả những người mà thành công như vẫn chị nói. Chị kết nối với tất cả những người nào mà mang lại cho chị một cái năng lượng tích cực và dần dần những người bạn tiêu cực. Dần dần chị không còn nhìn thấy bóng dáng trên Facebook nữa. Không phải là họ vì cái bạn của chị đâu. Mà khi chị mở Facebook lên là chị chỉ nhìn thấy những người thành công. Bắt đầu từ chị học thì có quen đọc sách. Chị dần rất sớm, chị chia cung thời gian cho chị rất là khoa học. Chị tập thể dục, chị đọc sách và chị làm việc cùng với mọi người. Sự kết nối như thế thì sau 6 tháng chị thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Mình có cái tỷ lệ tương tác Facebook của bạn bè rất nhiều. Rất nhiều người theo dõi mình.
cái lời giáo dẫn mà thì thương bản thân mình thay đổi thì mình mới có thể thu hút được người khác. Thế thì sau đó thì đúng là sau 6 tháng khởi mở rộng dễ dàng. Chị làm marketing online, chị chạy trên một số cái trang e-buy rồi là một số những cái trang trên thị trường nước ngoài. Nó không dễ hơn chút nào thì mình quyết định mình sẽ quay trở lại để mình làm việc và mình sẽ song song với việc đó. Và khi mình quyết định mình quay về visa thực sự cho chị đấu tranh tương tự rất lớn. Vì về thì người ta có nói gì không? Đúng không? Tại vì đơn giản là mình ra đi rất thành bồn, em muốn tìm một sự nghiệp cho bản thân mình, còn chị không đi làm đâu cả. Nhưng cuối cùng chị đã quyết định chị sẽ quay trở về visa để chị bắt đầu lại từ đầu. Và khi quay trở về visa thì sau 2 tháng chị được bổ nhiệm làm chủ phòng kinh doanh. Có thể nói đó là sự may mắn rất lớn với chị. Chị cũng đặt cho giám đốc của chị một câu hỏi. Lúc ấy tại sao anh lại chọn em? Mà trong khi xung quanh có rất nhiều người có kinh nghiệm hơn em nhiều. Không, anh không chọn người khác, anh không chọn ai. Anh chọn em vì em tin rằng em sẽ có sự thay đổi. Và sau 2 năm thì đến tháng 1 năm 2018 chị được bổ nhiệm làm phó giám đốc trung tâm. Và có lẽ đó là một cái hành trình mà chị phải thầm cảm ơn 6 tháng đã nghỉ của mình. Nhưng chị nói thế thôi, nên mình ra làm ở đâu mình nghỉ nhá. Chị chỉ muốn chia sẻ rằng là hãy tích lũy tất cả những cái gì tích cực nhất để mà mình ví dụ quãng thời gian của chị chỉ là 5 năm, có thể quãng thời gian của em chỉ là 3 năm thôi. Tại vì hiện tại ở tại môi trường visa có những bạn sinh năm 94 mà bây giờ đã là trưởng phòng kinh doanh rồi. Các bạn đi vào đều có cái mục tiêu rất rõ ràng và định hướng rất rõ ràng cho tương lai của các bạn, và bạn đi rất nhanh. Và hãy nhớ bản thân của em thế, hãy ra trường rất thật sớm và hãy đi làm sớm. Và khi đó các em nhìn trở lại sau 1 năm sau, những người cùng khóa như mình mà các bạn cũng chỉ học là 4 năm 5 năm ra trường ấy, sẽ có sự thay đổi rất nhiều. Em đặt lên một phép tính với chị, 1 tháng đơn giản nhất mức lương của em là 7 triệu, chị thấy đơn giản như thế thôi. Sau 1 năm nếu như em ra trường sớm, em sẽ có bao nhiêu tiền ạ? 84 triệu đúng không? Chưa kể là em có thêm tiền thưởng nữa, chứng tỏ là mình kiếm nhiều tiền hơn bạn mình cả trăm triệu. Tất cả tiền học của mình trong suốt 4 năm đại học mình có thể trả hết cho bố mẹ rồi, đúng không? Và mình có thể tự do mà mình có thể sắm những cái gì mà mình mong mình thích, mình đi những chuyến đi mà mình thích. Hãy tự do mà hãy làm những cái gì em mong muốn. Chị được khuyến khích với các bạn ở lại công ty chị rằng khi còn trẻ, các em hãy cố gắng học những cái gì mà các em cho là đúng và hãy đi những cái nơi nào mà các em thèm muốn. Tại vì khi các em quyết tâm đi thì các em chắc chắn phải cố gắng kiếm tiền, đúng không ạ? Khi mình ra trường nó có dám rửa tay xin tiền của mình nữa đâu, đúng không? Và chị cũng cảm thấy rất là vui rằng là ở tại công ty chị có rất nhiều bạn trẻ mà các bạn cũng luôn rất là căng và các bạn có thể chi trả cho gia đình rất nhiều thứ, có sự thay đổi rất nhiều bài học. Và Thomas Edison có từng nói rằng thiên tài là do 1% bẩm sinh và 99% là do sự nỗ lực mà có. Vậy thì như cái bài mà chị đã chia sẻ thì hầu hết các em cần phải có một cái sự tập trung nhất định. Nếu như các em mong muốn rằng mình là một trong những người thiên tài và người xuất sắc thì các em phải có một cái sự tập trung nhất định, đấy ạ. Cái thứ hai là mình phải có cái sự rèn giũa bản thân, phải có sự rèn luyện. Còn không có một cái thành công nào thực sự nó đến hoặc là một cái món quà là may mắn trên trời rơi xuống đâu, chắc chắn là sẽ không bao giờ có. Cái thứ ba nữa là phải tự tin vào chính bản thân mình, đừng bao giờ sợ người khác đánh giá. Tại vì có thể là do cái nếp sống của Việt Nam từ xưa đến giờ, khi mình sinh ra bố mẹ mình không biết đâu, bố mẹ thường bảo là sao ngu thế hoặc là sao tốt thế, hoặc mình sẽ nghe một số những lời, một những lời của người bên ngoài nói đâu đó ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Nhưng hãy nhớ rằng hãy bỏ qua những gì mình nghe được nói đó để có thể giúp cho bản thân mình có tự tin thôi, thấy chưa? Mình là một cá nhân riêng biệt, một cá thể đặc biệt mà không một ai trên thế giới này có thể giống mình, đúng không ạ? Tại vì mình có bố mẹ mình sinh ra, chứ giờ làm gì có bố mẹ nào giống như đôi như bố mẹ mình. Cái thứ hai, mình có tên riêng, đúng không ạ? Quê quán riêng và không có ai chẳng ai hết. Tiếp theo nữa, các em cần phải dạng các bản thân và bản sắc cá nhân giống như chị vừa nói. Và điều quan trọng, rất quan trọng, đó là em phải có cái sự hành động.
hành động quyết liệt cho đến khi nào mình đạt được cái thành công mà mình mong muốn. Đừng bao giờ hành động dở dang mà chỉ dừng lại thôi, mình chán quá mình bỏ, thì mọi thứ nó sẽ xung quanh cũng giống như thế. Mà như bao giờ có một câu nói rằng là cách bạn làm một việc chính là cái cách mà bạn làm tất cả mọi việc. Chị thấy câu này rất đúng. Cứ để đi xem những người nào người ta rất là cẩn thận và tỉ mỉ thì cách thức làm tất cả mọi việc của người ta cũng thế. Vậy mình hãy cố gắng thay đổi từ những cái thói quen đầu tiên để mình có những kết quả tốt nhất, và hãy cố gắng tiêu diệt cho mình những cái tư tưởng về tiêu cực, sự e dè và tự phê bình mình. Đừng bao giờ trách cứ bản thân mình tại sao mình lại như thế. Và hãy nhớ rằng mọi thứ xung quanh các em hãy cố gắng rút ra cho mình bài học sau mỗi một ngày. Có thể ngày hôm nay các em khi mà được sự chia sẻ của chị, được tham gia vào cái buổi hôm nay, chị nghĩ ra một cái duyên. Vậy các em hãy thử đi xem liệu mình học được cái gì. Hãy mang cho mình khi đi học một cái gốc rất rộng. Được chưa? Bao giờ nói rằng là tôi biết rồi. Bởi khi cái câu nói đấy nó hơn cả là phúc độc, nó sẽ giết cho các em, tiêu hủy các em rất nhiều. Các em sẽ không bao giờ làm cho mình cái kiến thức nào mới cả. Đi học ở đâu cũng thế, kể cả những cái kiến thức nào các em đã từng được chia sẻ. Mình nghĩ rằng là ngày hôm nay tự mình có thể học được cái gì ở đây, mình sẽ rút ra được cái gì. Thì hãy nhớ, trong đầu mình, cái thứ mình biết chỉ là một hạt cát, còn cái thứ mình chưa biết nó là cả một sa mạc và một đại dương. Hãy nhớ điều đó, được chưa? Và lão tử có một câu nói rằng, hành trình vạn dặm khởi đầu từ những bước chân đầu tiên. Đúng ạ. Câu nói này rất hay. Mọi thứ đều phải có sự khởi đầu. Không một ai có thể là được cái thành công ngay. Cũng giống như các em, ngày hôm nay các em có cảm xúc, các em biết chạy nhảy là đều do các em được sinh ra từ bố mẹ. Đúng ạ. Mình đều có các thứ khóc chào đời, rồi là 3 tháng thì mình biết lẫy, 6 tháng thì mình bò đúng không ạ? 9 tháng thì mình bắt đầu mới biết, vào giờ mới đi đúng không? Mọi thứ nó đều phải có một quá trình, chứ không thể nào đến ngay tức khắc. Và chị tin rằng, mọi thứ nếu như các em đều có một cái mục tiêu đặt ra cho bản thân mình, đều có những kế hoạch rõ ràng và mình luôn khao khát có được nó, thì thành công sẽ đến rất gần thôi. Con đường phía trước, ở phía xa kia kìa, cái bầu trời đang rực sáng đấy. Đó chính là cái nơi mà chờ được các em. Cái nơi đó sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp. Khi các em có tài chính, sự phát triển bản thân, thì mọi thứ xung quanh mình nó sẽ thay đổi theo rất nhiều. Từ cuộc sống của bản thân mình, từ gia đình mình và những bạn bè xung quanh mình, các em lúc đấy sẽ thấy rằng là tại sao mình có rất nhiều bạn tuyệt vời như thế. Đơn giản là sẽ có một cái câu nói rất hay cho cái câu này, đó chính là mây tầng nào thì gặp tầng đấy. Nếu bạn coi mình là công chúa thì bạn sẽ gặp hoàng tử và ngược lại. Đúng không? Chị cảm ơn các em rất nhiều và sau đây là bài của chị kết thúc tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe và chị rất mong muốn có thể nhận được cái câu hỏi của các em để chị có thể chia sẻ bằng kinh nghiệm của mình, có thể chia sẻ với các em. Có bạn nào có câu hỏi nào không ạ?